không có một cái nhãn hàng mỹ phẩm nào họ sản xuất ra họ đưa những cái thành phần gây kích ứng cho da các bạn hết trơn á, thì da các bạn nó không có đủ khỏe để Hello, xin chào các người đẹp và các chàng trai của Kỳ Kỳ. Các bạn có biết không, một trong những clip mà được nhiều view nhất của Kỳ Kỳ ở trên YouTube có tên gọi là những sai lầm của các bạn khi dùng retinol. Và bây giờ thì cái clip này Kỳ Kỳ sẽ chia sẻ với các bạn những cái dấu hiệu để các bạn nhận ra rằng các bạn đang gặp sai lầm. Thì Kỳ Kỳ không phải là một người bác sĩ da liễu, cũng không phải là một người chuyên nghiên cứu thành phần công thức các kiểu. Kỳ Kỳ cũng như là các bạn thôi. Kỳ Kỳ là một trong những người dùng retinol đã lâu, cũng không lâu lắm, 6 năm Kỳ Kỳ dùng, hồi năm Kỳ 36 tuổi, thì tới năm năm nay Kỳ Kỳ 42 tuổi. Và Kỳ nghĩ là Kỳ Kỳ là thuộc một cái trường hợp dùng retinol phù hợp, cũng như là có khoảng thời gian Kỳ Kỳ làm training cho mỹ phẩm. Và cái một năm vừa qua Kỳ Kỳ có cái kênh YouTube này, Kỳ Kỳ cũng được gặp rất là nhiều bác sĩ, và Kỳ Kỳ cũng đặt câu hỏi, những cái câu hỏi mà các bạn hay hỏi Kỳ Kỳ á. Thì những cái thông tin của ngày hôm nay các bạn xem các bạn tham khảo thôi. Nếu các bạn muốn chắc ăn nhất thì là các bạn nên thăm khám những cái người bác sĩ mà họ có chuyên môn ha. Còn đó, cái này là những cái gì mà những cái kiến thức Kỳ Kỳ có, những cái trải nghiệm Kỳ có, Kỳ chia sẻ lại với các bạn, và hy vọng là các bạn sẽ có những cái thông tin mà các bạn có thể áp dụng được qua cái clip ngày hôm nay. Dấu hiệu thứ nhất, cái dấu hiệu này Kỳ thấy rất là nhiều các bạn gặp phải, đó là các bạn càng xài retinol các bạn càng nổi mụn. Và cái việc nổi mụn này nó diễn ra không có hồi kết. Các bạn chắc là nói Kỳ Kỳ là xài retinol thì chắc chắn phải có mụn rồi, tại vì cái cơ chế là đẩy mụn mà, xài là phải đẩy mụn để cho bên trong da của các bạn sạch mụn hết, để các bạn có thể có một cái làn da mịn màng mà mượt mà như là da của Kỳ Kỳ. Các bạn biết không, mụn á là một cái biểu hiện, một trong những cái biểu hiện của kích ứng lỗ chân lông. Cái này mình đang nói về mụn bọc, mụn viêm nha. Còn những cái loại mụn khác mà không có bị viêm á thì người ta gọi là mụn ẩn, hay là mụn cám, mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn hạt gạo gì đó, rất là nhiều cái tên gọi của giới mụn điệu. Nhưng mà tụ chung lại nó là bưng bít lỗ chân lông nhưng mà không có bị viêm, không có bị tấn công bởi con vi khuẩn P. acne. Thì đúng, chính xác, cái việc mà dùng retinol nó sẽ kích thích cái việc tái tạo da của chúng ta diễn ra nó tốt hơn, cũng như nó làm sạch cái lớp sừng ở trên bề mặt da, cho nên nó sẽ kích thích đẩy những cái mụn ẩn ở dưới da đi lên, nhưng không phải là mụn viêm. Kỳ Kỳ đã từng nói chuyện với một vài bác sĩ rồi, và họ nói là khi mà các bạn dùng á, nếu mà các bạn cứ việc thí dụ mà lên một hai cục mụn mà viêm á thì ok, nhưng mà nếu mà các bạn là ở chỗ nào là cũng mụn viêm, mụn bọc, và nó kéo dài qua 6 tuần, 8 tuần, có nghĩa là qua một cái chu kỳ thay da mà các bạn vẫn bị á, thì cái đó phần nhiều là các bạn đang bị kích ứng. Khi mà một khi da của bạn kích ứng có nghĩa là nó không phù hợp, có thể nó không phù hợp với cái loại retinol các bạn đang dùng, có thể nó không phù hợp với cái routine, có thể nó không phù hợp với những cái sản phẩm các bạn dùng cùng với retinol, có thể nó không phù hợp cái nồng độ, có thể nó không phù hợp cái liều lượng, nói chung là nó không phù hợp. Vậy các bạn nên làm gì? Việc đầu tiên các bạn nên làm đó là các bạn ngưng hết toàn bộ, không chỉ có retinol mà tất cả các sản phẩm dưỡng da. Tại vì lúc này da của các bạn nó cần thở, nó cần nghỉ ngơi, nó cần phục hồi. Nếu mà các bạn không phải là những người làm việc ở ngoài trời, ngoài nắng chang chang á, thì Kỳ Kỳ nghĩ là các bạn chỉ nên rửa mặt, và các bạn chỉ nên chống nắng khi cần thiết. Tại vì bôi chống nắng, cho dù là một cái dạng chống nắng dịu nhẹ cỡ nào thì nó cũng được làm từ hóa chất. Mà một khi bôi trên hóa chất thì bề mặt, cho dù nó có được thiết kế formula công thức như thế nào, thì nó cũng có thể gây ra cái việc mà kích ứng một lần nữa. Cái sản phẩm Kỳ Kỳ có thể recommend cho các bạn, tại vì Kỳ Kỳ đang xài qua, đó là cái rửa mặt của Galene. Cái rửa mặt này nó có lợi khuẩn ở trong đó, khi các bạn rửa xong á, da của các bạn nó được làm dịu, và nó có một cái lớp, một cái môi trường để cho lợi khuẩn phát triển, nó giúp cho cái sức khỏe của da nó được phục hồi nó nhanh hơn. Và nếu các bạn đang tìm một cái loại chống nắng mà dành cho da nhạy cảm, thì các bạn nếu mà follow kênh Kỳ, các bạn quá biết Kỳ Kỳ là fan của Anessa, và cái chống nắng, cái chai màu hồng mà dành cho da nhạy cảm, Kỳ Kỳ rất khoái cái chai này. Dù da Kỳ Kỳ không có nhạy cảm gì hết, nhưng mà khi mà Kỳ Kỳ xài lên á, da của Kỳ Kỳ nó dịu, nó có một cái lớp nền nó rất là đẹp, mà Kỳ Kỳ không biết diễn tả sao nữa. Nó không có nâng tông trắng phế, mà nó cũng không phải là nó làm cho cái da mặt của mình nó tối sầm lại, mà nó làm cho da của mình nhìn nó rất tự nhiên. Nói chung Kỳ Kỳ thích những cái sản phẩm của Anessa, và cái chai chống nắng mà dành cho da nhạy cảm này là một trong những cái sản phẩm mà Kỳ rất khoái. Thì nếu như các bạn mà đang trong cái việc mà kích ứng mụn, kích ứng lên mà các bạn ngưng á, thì các bạn chỉ cần rửa mặt thôi và chống nắng khi mà cần thiết. Đúng lại là như vậy, hình như bắt đầu dài lan man rồi đúng không? Một cái dấu hiệu thứ hai á, là một cái dấu hiệu Kỳ Kỳ lúc trước đã
từng trải nghiệm qua, đó là càng xài mình thấy cái da mặt của mình nó càng nhăn. Mà nói chỗ gì lạ vậy? Retinol là phải giúp cho da của mình tái tạo, rồi nó giúp cho da nó khỏe hơn, để nó tự sản sinh collagen, nó làm mịn cái bề mặt da mình, sao tự mình xài mà nó càng nhăn. Và các bạn biết không, cái nếp nhăn này không phải là cái nếp nhăn động, mà không phải là khi mà mình cười nó nhăn, mà là khi mình để im vậy nè, các bạn nhìn kỹ cái da của mình á, nhìn qua một cái lớp ánh sáng á, một cái ánh sáng đi qua, các bạn sẽ thấy những cái rãnh sọc rất 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 nhỏ, nhưng mà nó đi vậy nè, nó giống như những cái fine line tiếng Anh người ta gọi đó. Thì những cái nếp nhăn nhỏ này nó không phải là những cái nếp nhăn, mà là do cái da của bạn nó quá khô đi. Khi mà mình dùng retinol á, mà nó ra cái dấu hiệu này á, có nghĩa là các bạn đã đang dùng quá cái sức chịu đựng của da. Da của mình nó không có đủ độ ẩm, nó cứ liên tục nó tái tạo, nó làm bạc cái lớp sừng bên ngoài, nhưng mà da của mình không có độ ẩm và không có cái việc mà tạo độ ẩm từ bên trong da. Thì khi mà Kỳ thấy cái việc này á, cái việc Kỳ làm mà chắc chắn với các bạn, nếu các bạn làm theo á, là nó sẽ giảm liền tức thì luôn. Kỳ phải viết nốt ở đây không Kỳ quên. Đó là giảm liều. Cái việc mà dùng retinol 6 năm nay của Kỳ á, cái việc mà giảm cái liều lượng là nó xuyên suốt trong 6 năm nay của Kỳ. Không phải cứ mình dùng một cái quen một cái liều lượng tần suất và một cái cách dùng là nó xuyên suốt dài lâu đâu các bạn, là tại vì da của mình nó thay đổi, nó không cần phải đợi mình già đi hay là như thế nào, hay là môi trường nó mới thay đổi nữa, nhưng mà căn bản cái sức khỏe của cơ thể mình nó yếu thì cái làn da của mình nó cũng sẽ yếu theo, và khi nó yếu thì nó sẽ không có kham nổi những cái mà mình đang xài. Thì cách Kỳ xài là Kỳ sẽ ngưng dùng vài bữa và Kỳ sẽ bắt đầu lại, hoặc là Kỳ bôi một cái lớp kem dưỡng trước khi Kỳ bôi retinol, hoặc là bình thường Kỳ xài hai pump cái retinol Palachoice 0.3% hiện tại Kỳ xài á, thì những cái lúc đó Kỳ dùng một pump thôi, hoặc là Kỳ thay vì dùng cái 0.3% của retinol thì Kỳ sẽ dùng cái 0.1% retinol của Palachoice. Nói chung các bạn giảm nồng độ, giảm liều lượng, giảm cái tần suất dùng cho tới khi mà da của các bạn nó quay trở lại như bình thường, và tất nhiên bồi đắp vào những cái sản phẩm cung cấp dưỡng. Ở đây Kỳ không nói tới là phục hồi làm dịu nhiều nha, nhưng mà sản phẩm mà dưỡng ẩm nhiều hơn. Thì những cái sản phẩm mà Kỳ có ghi ở đây mà để recommend cho các bạn á, là các bạn có thể dùng Cisaplast nè. Cisaplast rất tuyệt vời. Khi mà những cái ngày mà mình ngưng, mình giảm liều retinol á, thì mình dùng Cisaplast để, tại vì nó có cái độ ẩm dữ dội lắm, và nó có cái hoạt chất mà làm dịu cái làn da, và Kỳ xài và một đêm thôi Kỳ đã thấy nó dịu rồi. Thì thường Kỳ chỉ xài Cisaplast hai đêm hoặc là ba đêm là Kỳ sẽ dùng lại retinol. Hoặc là gì nữa đây? Hoặc là Kỳ sẽ dùng Advanced Night Repair, cái chai tinh chất màu nâu của Estee Lauder, xài cái đó trước. Trước những cái bước retinol nó thì nó sẽ giúp làm dịu da mình tốt lắm các bạn. Cái đó thì chai đó thì nó không có rẻ tiền, nhưng mà nếu các bạn có điều kiện thì các bạn có thể thử. Nó rất là tuyệt vời khi mà dùng làm cái nền trước những bước kem dưỡng, đừng nói chi retinol. Trước những bước kem dưỡng các bạn dùng Advanced Repair, cái da của mình nó được nó nhìn nó mịn á, và nó có cái độ ẩm tự nhiên á, chứ không phải là nó làm cho da mình nó dầu. Cái dấu hiệu thứ ba mà Kỳ hay nghe các bạn nói đó là càng xài là cái vết nám của các bạn nó càng đậm. Kỳ biết là ở trên thị trường nó rất là nổi tiếng cái việc là dùng retinoin hoặc là retinol kết hợp với những cái sản phẩm trị nám như là, trời lâu quá Kỳ không nói về cái này Kỳ cũng quên rồi. Thì ta hydroquinone và retinoin là phải được đưa cho các bạn xài dưới cái sự hướng dẫn cũng như là theo dõi của bác sĩ. Nếu mà các bạn dùng không đúng cách thì cái việc mà nám nó quay trở lại nó còn gây nặng nề hơn, hoặc là nó gây ra những cái biến chứng khác. Thì hồi xưa Kỳ làm về mỹ phẩm á, khi mà nói về mụn, ok, mụn các bạn có thể là tự cải thiện hay là điều trị, tại vì mụn là nó nằm ở bên ngoài cái mặt của mình, là do bưng bít cái lỗ chân lông, cho nên mình có thể làm thông thoáng cái lỗ chân lông của mình từ bên ngoài được. Tuy nhiên nám là nó đến từ trong cái melanocyte, cái tế bào sản sinh hắc tố, thì cái đó là bên trong cái tế bào da của mình. Kỳ hay nói với các bạn á, nếu mà liên quan tới nám, nếu mà cái dấu hiệu mà các bạn dùng retinol hoặc là retinoin mà nó có liên quan tới nám, Kỳ khuyên các bạn là đừng có nhức đầu hoặc là tốn tiền để mà tự mày mò chữa trị. Vì mình có thể vừa tốn tiền mà vừa
không có trị hết mà còn làm cho cái mặt của cái da của mình nó còn tệ hơn nữa. Cho nên các bạn, Kỳ hay nói các bạn nếu mà gặp mà cái gì mà liên quan tới nám, đốm nâu thì các bạn hãy tìm bác sĩ, vì những người này họ có những cái chuyên môn về da liễu để họ có thể thăm khám chẩn đoán cho các bạn một cách chính xác hơn, để các bạn có được một cái cách chăm sóc cũng như là cái cách điều trị nó an toàn và nó chắc ăn hơn. Cái dấu hiệu thứ tư là một cái dấu hiệu Kỳ cũng rất là hay nghe các bạn chia sẻ, đó là da của các bạn càng xài càng nhạy cảm. Cái Kỳ có rất là nhiều bạn làm trong ngành mỹ phẩm, làm cho cái những cái nhãn hàng của mỹ phẩm á, thì các bạn của Kỳ chia sẻ với Kỳ những cái năm gần đây á, cái keyword mà các khách hàng tìm kiếm đó là nhạy cảm. À, cái này là một cái gì cả, một cái nhu cầu của khách hàng là muốn tìm những cái sản phẩm dịu nhẹ để dành cho da nhạy cảm. Và trong cái khoảng thời gian làm YouTube này nè, Kỳ cũng nhận được rất là nhiều các bạn câu hỏi là cái này có cồn hay không, cái này có hương liệu hay không, cái này có thành phần này có thành phần kia gây nhạy cảm kích ứng hay không. Trong đó có cái việc mà khi mà các bạn dùng retinol thì các bạn phải dùng những cái chống nắng không cồn, tại vì nó rát da, hoặc là nói chung là các bạn phải tìm những cái sản phẩm nó dịu nhẹ nhất. Và cũng có rất là nhiều bạn hỏi Kỳ là cái retinol nào có thể dành cho da nhạy cảm, hoặc là da nhạy cảm, da lộ mao mạch có dùng được retinol này hay không, có dùng được cái nồng độ này hay không. Các bạn biết không, khi mà da của các bạn nhạy cảm á, thì thật sự luôn á, Kỳ khuyên các bạn đừng nên dùng cái gì hết, tại vì sức khỏe của da rất là quan trọng. Có thể các bạn sinh ra là các bạn đã có một cái làn da nhạy cảm, nhưng mà chỉ có khoảng, hồi xưa Kỳ học á, là người ta nói chỉ có khoảng dưới 10% dân số trên thế giới là thực sự có làn da nhạy cảm, có nghĩa là sức khỏe da rất yếu. Các bạn bôi cái gì lên, hóa chất lên á, nó cũng có dễ gây kích ứng cho các bạn. Tuy nhiên trong cái thời thời đại bây giờ, nhiều người dùng mỹ phẩm không đúng cách, hoặc là các bạn lột tẩy quá nhiều thì da các bạn trở nên nhạy cảm hơn, thì là một chuyện rất là bình thường. Một khi da của mình nhạy cảm hơn á, thì thay vì các bạn phải đi tìm những cái thành phần dịu nhẹ, phải đi tìm những cái retinol mà được quảng cáo dành cho da nhạy cảm, thì các bạn hãy phục hồi làn da của các bạn, cho cái sức khỏe nó quay trở lại, nó bình thường. Không những da mà cơ thể của mình hoặc là tâm trí của mình, vì cái sức khỏe rất là quan trọng. Một khi các bạn khỏe thì các bạn mới có thể đẹp được, chứ các bạn không thể nào mà đẹp mà không khỏe được hết trơn á nha. Cho nên đối với Kỳ á, khi mà các bạn có quan tâm quá tới việc nhạy cảm thì các bạn nên dưỡng để cho nó khỏe trở lại. Giống như Kỳ hồi cuối năm ngoái, Kỳ muốn trải nghiệm nhiều cái mới lạ với Kỳ, tại vì Kỳ mới bắt đầu làm YouTube thời đó, cái hồi năm ngoái 2021 đó, thì rất là nhiều hãng rồi những cái liệu trình liệu pháp họ liên hệ với mình để mình trải nghiệm, thì Kỳ rất là ham hố. Nhưng mà khoan sau khoảng một cái thời gian mà lột thay thay da thì da Kỳ nhạy cảm thấy rõ, và phải một thời gian rất là dài, phải là nửa năm á, Kỳ không dùng tới retinol. Kỳ chỉ chăm chút cái làn da Kỳ bằng những cái sản phẩm dưỡng ẩm và phục hồi, sản phẩm và dưỡng ẩm phục hồi để cho da Kỳ nó quay trở lại với cái trạng thái ban đầu. Tại vì Kỳ không phải là người có làn da nhạy cảm, thì tới bây giờ da Kỳ nó đã khỏe rồi, thì Kỳ đã bắt đầu đưa retinol lại và được 3 tháng rồi, và tới bây giờ Kỳ đã dùng được retinol mỗi buổi tối rồi. Những cái sản phẩm mà Kỳ có thể recommend cho các bạn á, thì thật ra Kỳ dùng qua rất nhiều, và rất là nhiều sản phẩm tốt với Kỳ, chẳng hạn như Advanced Night Repair nè, Kỳ dùng một thời gian nó cũng giúp cho da của Kỳ nó mới dần nó trở nên bình thường trở lại. Hoặc là dạo này Kỳ hay dùng cái nhãn của Galina, thì Kỳ hay thích cái rửa mặt của cái nhãn hàng này, tại vì rửa mặt xong nó cung cấp cái lợi khuẩn cho mình, cái hồi nãy Kỳ có nói. Thì cái toner, cái gạo, cái giấm gạo mà bôi lên da, cái nước mà bộ cái này là người ta dùng bước toner, nhưng mà Kỳ ít khi nào Kỳ dùng cái giai đoạn toner, thì Kỳ dùng cái nước này Kỳ vỗ lên mặt sau khi Kỳ rửa mặt để cung cấp một lần nữa lợi khuẩn cũng như là cái môi trường để cho lợi khuẩn phát triển, để cho da Kỳ nó khỏe hơn. Thì Kỳ cũng rất là thích cái sản phẩm này, Kỳ rất là recommend các bạn thử luôn á. Về dưỡng thì Kỳ dùng rất là nhiều trong khoảng thời gian vừa rồi những cái sản phẩm dưỡng, cũng như là Sisaplast. Sisaplast là một cái sản phẩm mà giúp làm dịu và giúp người ta hay nói phục hồi á, thì đúng, nó là đối với Kỳ nó là một cái sản phẩm dưỡng ẩm thôi, nhưng mà nó có cái tác dụng làm dịu tuyệt vời với những cái làn da đang khó chịu, khó ăn khó ở. Hoặc là dạo này Kỳ có thấy được thêm cái hũ kem Priory Skincare, thì cái nhãn hàng này nó mới về Việt Nam thôi, Kỳ dùng được khoảng 3 tháng rồi, thì cái hũ kem dưỡng của nó cực kỳ dưỡng ẩm rất là đã, và cũng như là sau khi xài xong da mình cũng cảm thấy dịu nữa. Một cái điểm không có tích cực về nó là cái giá nó hơi hơi cao thôi, Kỳ nhớ là không lầm là cái hũ đó nó tới 3,5 triệu lận đó. Và chống nắng, có khoảng thời gian
mà da kỳ nhạy cảm là kỳ chỉ dùng chống nắng Anessa màu hồng thôi. Kỳ kỳ rất là hay recommend các bạn cái chống nắng Anessa, thì đó Anessa màu hồng giống như hồi nãy cũng đã nhắc rồi, bây giờ nhắc tiếp là một trong những cái sản phẩm chống nắng của Anessa mà kỳ rất là thích. Thì túm lại cái dấu hiệu thứ tư này nè, cái kỳ kỳ muốn các bạn nhớ lại là thay vì cái da của mình phải đi tìm những cái sản phẩm dịu nhẹ hay là những cái thành phần gì đó, thì các bạn hãy cố gắng nuôi dưỡng da của các bạn mà xài bất cứ cái gì cũng được. Tại vì không có một cái nhãn hàng mỹ phẩm nào họ sản xuất ra họ đưa những cái thành phần gây kích ứng cho da các bạn hết trơn á, thì da các bạn nó không có đủ khỏe. Giống như khi các bạn mới chia tay người yêu vậy đó, đừng có vội lao vào tìm kiếm những cái người yêu mà phù hợp với con tim đổ vỡ của các bạn. Các bạn hãy ở một mình một thời gian, hãy tập yêu bản thân và hãy tập làm cho mình mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn cách nào? Bằng cách là không cần có người yêu cũng được nữa, hãy yêu một người duy nhất, đó chính là bản thân của mình. Khi mà các bạn có thể sống một mình, khi mà các bạn có thể thoải mái đi chơi những cái dịp lễ Tết, Noel, Valentine, lễ tình nhân gì đó một mình, các bạn enjoy khoảng thời gian riêng chỉ với con người bản thân của mình á, thì lúc đó các bạn quen đứa nào cũng được hết trơn á, tại vì mình đã khỏe rồi mà, đúng không? Lúc đó cứ việc tới tóc nhào vào để tìm hiểu. Cuối cùng, cái clip ngày hôm nay là cái dấu hiệu thứ năm, mà cái dấu hiệu mà các bạn cũng hay chia sẻ với Kỳ Kỳ, đó là các bạn càng xài thì các bạn càng lờn cái retinol. Các bạn nghĩ là các bạn là bị lờn retinol, các bạn không có phù hợp nữa, các bạn tiếp tục đổi cái khác, tại vì cái cũ nó không còn phù hợp với cái làn da các bạn nữa, nó không còn cảm thấy đẹp hơn nữa. Cái dấu hiệu càng xài càng lờn này á, cái cách duy nhất các bạn có thể làm được đó là thay đổi cái tâm lý của mình. Tại vì con người của mình căn bản sinh ra là luôn luôn có một cái lòng tham không đáy. Con người của mình, nếu mà các bạn chạy theo những cái con số, những cái vạch mục đích á, thì một khi các bạn đạt cái con số này, các bạn sẽ muốn con số to bự hơn. Khi các bạn đạt cái mục đích này, thì các bạn sẽ muốn đạt cái mục đích khác hơn. Trong khi da của mình nó đẹp hay không, rất phần nhiều nhờ cái gen di truyền của mình nè, nhờ cái cách ăn uống của mình nè, nhờ cái cách ngủ nghỉ của mình nè, nhờ cái tâm hồn, tinh thần lạc quan của mình như thế nào nữa. Cái việc mà dưỡng da đối với Kỳ Kỳ nó chỉ chiếm 0,0001% thôi. Cho nên chẳng hạn như Kỳ Kỳ đi, gia quy kỳ sau một cái khoảng thời gian làm YouTuber, Kỳ được trải nghiệm nhiều thứ, Kỳ được trải nghiệm nhiều cái liệu pháp liệu trình khác nhau, thì gia quy kỳ cũng nó được tới cái lúc đó thôi. Gia kỳ không thể nào là nó sẽ là không một tì vết được hết. Và cái kỳ mong các bạn cũng giống như kỳ á làm được, đó là hãy chấp nhận cái sự đủ của mình, hãy chấp nhận cái sự tương đối về cái làn da cũng như về khả năng về con người của mình. Vì Kỳ cảm thấy hạnh phúc khi mà mình ở lưng chừng. Tại vì khi mà các bạn, nếu mà các bạn muốn một cái đỉnh điểm nhất á, thì chắc chắn các bạn sẽ đi xuống. Và vì thế Kỳ rất là enjoy khi mà cái da Kỳ nó ở cái mức trung bình, khi mà những cái khả năng về con người của Kỳ á, nó trung bình, nó không có thấp nhất mà nó cũng không có cao nhất. Đó, và cái đó là cái cách Kỳ biết đủ đối với trong dưỡng da, đối với cái cách nhìn nhận về ngoại hình của Kỳ cũng như cái cách nhìn nhận về con người, khả năng của Kỳ nhé. Đó thì cái đó là cái thứ năm, là cái kết thúc của cái clip này của Kỳ. Hy vọng là các bạn rút ra được một cái gì đó tham khảo và có thể áp dụng, và hy vọng là nó sẽ có hữu hiệu đối với cái trường hợp của các bạn. Kỳ cảm ơn các bạn đã ở lại chơi với Kỳ cho tới cuối cái clip này. Nếu các bạn thích clip này, nhớ cho Kỳ một like nha. Và các bạn nếu mà thích, các bạn hãy subscribe kênh của Kỳ. Nhớ đừng quên nhấn nút chuông để mỗi lần Kỳ có clip mới, các bạn lại vào chơi với Kỳ nha. Và bây giờ thì Kỳ xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.